miếng mồi mang tên Giải thưởng Nhân quyền. Ngày 14 tháng 7, Phạm Thị Đoan Trang đã được Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPG, một tổ chức phi chính phủ liệt kê vào một trong bốn người được trao giải thưởng Tự do báo chí quốc tế năm 2022. Đây là lần thứ tư sau khi bị tuyên án, Phạm Thị Đoan Trang được một tổ chức mang danh Dân chủ, Nhân quyền trao tặng các giải thưởng nhân quyền khác nhau. Thế mới thấy, các thế lực chống phá Việt Nam hiện nay là nhiều chứ không hề ít, và chiêu bài Dân chủ, Nhân quyền vẫn là miếng mồi ngon mà các đối tượng sử dụng để chống phá chính quyền ta. Nói về Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPG, đây là một tổ chức kỳ lạ, dù mang danh là Ủy ban Bảo vệ Ký giả, nhưng CPG đã nhiều lần đưa ra nhận xét đánh giá sai lệch tình hình tự do báo chí ở Việt Nam, ca ngợi một số blogger và mấy kẻ xuất hiện trên Internet chỉ để xuyên tạc, tuyên truyền kích động, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trước đó, ngày 17 tháng 11 năm 2013, CPG trao giải Tự do báo chí quốc tế cho 4 cá nhân, trong đó có Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, đối tượng phải thụ án 12 năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không dừng ở đó, CPG còn phát động chiến dịch ký thỉnh nguyện thư ủng hộ các nhà báo Việt Nam bị cầm tù, rồi gửi thư tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đưa ra đòi hỏi rất vô lý. Thậm chí, CPG còn gửi thư tới chính quyền Mỹ để đề nghị gây sức ép với Việt Nam về vấn đề dân chủ nhân quyền. Tại sao mang danh là tổ chức phi chính phủ hoạt động độc lập mà những người ở CPG lại biến tổ chức này thành công cụ phục vụ cho các mưu toan của một số thế lực thù địch hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam?